3 tháng 4 năm 2003, Thượng Hải không có lấy một tia nắng. Bầu trời u ám như bị một tấm màn xám nặng nề bao phủ, báo hiệu cơn bão sắp đến. Những con phố thường ngày nhộn nhịp nay lại trở nên nặng trĩu, như thể không khí xung quanh cũng ngừng lưu thông. Từng dãy nhà cao tầng xếp kín mặt đường, những cửa sổ vô hồn nhìn xuống dòng người vội vã bên dưới. Và ở một căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố, một tội ác rùng rợn vừa được phát hiện. Lý Tuyết Mai, một người phụ nữ trung niên sống đơn độc, đã bị sát hại trong chính căn hộ của mình. Thi thể của cô được tìm thấy vào lúc bình minh. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt những nhân viên cảnh sát là không gian yên tĩnh đáng sợ của căn phòng khách nhỏ. Tuyết Mai bị trói chặt vào ghế gỗ cũ, dây thừng thắt nút tỉ mỉ, đôi tay và chân căng ra, tạo thành hình dấu chữ thập. Nhưng điều làm cả hiện trường chìm trong một cảm giác ngột ngạt không chỉ là tư thế bị trói của nạn nhân. Đó là thứ nằm trong miệng cô, một đồng xu cổ, cũ kỹ, bị nhét sâu vào họng, như một dấu ấn tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Dưới sàn nhà, xung quanh thi thể, gạo trắng rải đều, những hạt gạo nằm rải rác như một nghi lễ kỳ quái. Cảnh sát Thượng Hải lập tức vào cuộc. Hiện trường quá hoàn hảo, không có dấu vết của sự vật lộn hay đột nhập. Tất cả đều ngăn nắp, nhưng chính sự ngăn nắp đó khiến mọi thứ trở nên ghê rợn hơn. Họ không tìm thấy bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Kẻ giết người như một bóng ma, lướt qua hiện trường mà không để lại dấu vết. Ngày 5 tháng 4, hai ngày sau vụ án của Lý Tuyết Mai, một cái chết thứ hai được phát hiện tại một khu dân cư khác ở ngoại ô Thượng Hải. Trương Thanh Hà, một phụ nữ làm nghề giáo viên, cũng bị sát hại trong căn hộ của mình. Cảnh tượng kinh hoàng tái diễn. Cơ thể Hà Thanh bị trói chặt, tay chân kéo căng thành dấu chữ thập. Miệng cô ngậm một đồng xu cổ giống hệt vụ án trước. Và xung quanh thi thể, một lớp gạo trắng rải đều khắp sàn nhà. Lực lượng cảnh sát càng trở nên hoang mang. Hai vụ án mạng với cách thức giết người gần như giống hệt nhau, xảy ra chỉ cách nhau vài ngày. Sự tinh vi trong từng chi tiết khiến họ phải đối mặt với một hung thủ có tổ chức và suy tính, cực kỳ tàn nhẫn. Điều khiến mọi người càng thêm lo lắng là không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa hai nạn nhân. Lý Tuyết Mai và Trương Thanh Hà đều sống cô độc, không có gia đình thân thiết, không dính líu đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Nhưng có một điều không thể chối cãi, hung thủ đang cố ý gửi một thông điệp nào đó thông qua các vụ giết người này. Vương Thành, một thành viên trong tổ trọng án, bỗng khựng lại khi quan sát hiện trường của vụ án thứ hai. Anh ta cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ đang dâng lên từ sâu trong lòng. Đôi mắt của anh như đang cố gắng níu giữ một ký ức đã phai nhạt từ rất lâu, nhưng không thể thốt lên thành lời. Cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy anh, khiến anh không thể tập trung. Những sợi dây thừng được thắt chặt quanh cổ tay, cổ chân của nạn nhân. Đồng xu cổ nằm gọn trong miệng, như một lời nguyền đã tồn tại qua thời gian. Những hạt gạo rải khắp sàn, vô hồn và kỳ quái. Từng chi tiết hiện lên như một thước phim quay chậm, kéo anh quay về một thời điểm không thể nào quên. Hình ảnh ấy đột ngột hiện rõ trong đầu anh. 8 năm trước, một vụ án với những chi tiết giống hệt thế này cũng là một người phụ nữ, cũng bị hại một cách tàn bạo. Vương Thành lẩm bẩm một cách khó nhọc, như thể anh ta đang chiến đấu với chính bản thân mình để nắm lấy mảnh ký ức mờ nhạt kia. Anh ta ngừng lại, ánh mắt chuyển động lướt qua các đồng nghiệp đang đứng xung quanh hiện trường. Một cái tên chợt bật lên trong đầu anh, khiến đôi chân anh như muốn khuỵu xuống. Trần Tố Linh, cô là nạn nhân trong vụ án mạng cách đây 8 năm. Vụ án đã trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí anh và của cả đồng đội. Nhưng đối với một người, đó không chỉ đơn thuần là một vụ án mạng. Đặng Lâm, đồng nghiệp thân thiết nhất, đã mất tất cả trong ngày định mệnh đó khi chính vợ anh trở thành nạn nhân. Cũng là đồng xu cổ và cũng là gạo. Vương Thành thì thầm, ánh mắt hoang mang và sợ hãi. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Mọi chi tiết đang quay cuồng trong đầu anh, đan xen giữa hiện thực và ký ức ác mộng. Hình ảnh Đặng Lâm lúc đó hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh.
Đặng Lâm khi đứng trước thi thể lạnh lẽo của vợ mình, khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt trống rỗng như không còn sự sống. Cái chết của Trần Tố Linh không chỉ cướp đi mạng sống của một người phụ nữ vô tội, mà nó còn đẩy người chồng của cô, một cảnh sát tài năng, vào vực thẳm của nỗi đau và sự bất lực. Đặng Lâm đã rời khỏi ngành ngay sau vụ án ấy, mang theo gánh nặng của thất bại mà anh không bao giờ có thể vượt qua. Giờ đây, với hai vụ án mạng liên tiếp giống hệt với vụ án năm xưa, Vương Thành không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều gì đó liên kết những cái chết này lại với nhau. Và kẻ giết người, kẻ mà họ không thể tìm ra cách đây 8 năm, dường như đã quay trở lại. Vương Thành chớp mắt, rồi quay sang người chỉ huy của mình. Chuyện này rất giống với vụ án 8 năm trước, vụ của Đặng Lâm. Anh nói với giọng khàn đặc, cố gắng nén lại cảm giác bất an đang dâng trào. Tổ trọng án nhanh chóng lật lại hồ sơ vụ án Trần Tố Linh. Vương Thành cẩn thận lật dở từng trang giấy cũ. Trên đó là chi tiết vụ án đã xảy ra 8 năm trước. Sự giống nhau kinh hoàng trong từng chi tiết khiến cả đội im lặng. Họ biết mình không chỉ đối mặt với một kẻ giết người tinh vi, mà còn có thể là kẻ đã thoát tội cách đây 8 năm. Vụ án khi đó từng khiến cảnh sát lúng túng, không để lại một manh mối đáng tin cậy nào về danh tính của hung thủ. Còn Đặng Lâm, người mất vợ trong bi kịch ấy, đã từ bỏ ngành cảnh sát ngay sau đó, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Sau khi sâu chuỗi toàn bộ sự việc cùng những manh mối ít ỏi thu thập được từ hiện trường, tổ trọng án dường như rơi vào tình trạng bế tắc. Tất cả các mảnh ghép, từ cách thức giết người cho đến những dấu vết kỳ lạ như đồng xu cổ và gạo rải khắp hiện trường, không dẫn đến bất kỳ kẻ tình nghi cụ thể nào. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng tìm ra hung thủ càng trở nên mơ hồ. Cảm giác hoang mang, lo lắng bao trùm lên cả đội điều tra. Dù đã làm mọi cách, từ lật lại các hồ sơ cũ đến phỏng vấn người quen của các nạn nhân, tất cả đều chỉ là những ngõ cụt. Không ai có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau, và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ từng gặp gỡ kẻ thủ ác. Cứ mỗi manh mối được khai thác, câu trả lời lại càng trở nên xa vời. Sau nhiều ngày căng thẳng, khi sự bế tắc dường như đạt đến đỉnh điểm, Vương Thành ngồi trong phòng họp, đầu anh đầy những suy nghĩ rối bời. Sự tương đồng rùng rợn giữa các vụ án mạng hiện tại và cái chết của vợ Đặng Lâm 8 năm trước cứ lẩn vẩn trong tâm trí anh. Tất cả những manh mối hiện tại không giúp tổ trọng án tiến xa hơn, và dường như mọi nỗ lực đều dẫn đến ngõ cụt. Tuy nhiên, trong đầu Vương Thành, một tia sáng lóe lên, một ý tưởng táo bạo mà anh tin là có thể là chìa khóa cho cuộc điều tra. Anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy, bước nhanh đến phòng làm việc của Vương Hạo, chỉ huy tổ trọng án. Anh Hạo, Vương Thành nói, giọng đầy quyết tâm. Chúng ta đã mất phương hướng, mọi manh mối đều không dẫn đến đâu cả. Em nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm gặp Đặng Lâm. Vương Hạo khựng lại, nhìn Vương Thành bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đặng Lâm ư? Nhưng anh ấy đã rời khỏi Thượng Hải từ lâu rồi, và anh ấy không còn liên quan đến vụ án này nữa. Đúng, anh ấy đã rời khỏi ngành sau cái chết của vợ, nhưng vụ án của Trần Tố Linh chính là khởi nguồn. Em tin rằng Đặng Lâm biết điều gì đó mà chúng ta chưa thấy. Nếu kẻ giết người đang tái hiện lại chính xác cách thức hắn từng giết Tố Linh, thì dù muốn hay không, Đặng Lâm cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện này. Chúng ta cần anh ấy. Vương Hạo trầm ngâm, ánh mắt nheo lại để suy nghĩ. Đề xuất của Vương Thành liều lĩnh, nhưng cũng là tia hy vọng duy nhất trong tình thế bế tắc hiện tại. Đặng Lâm, người từng chìm trong đau khổ và tuyệt vọng sau cái chết của vợ, giờ là người duy nhất có thể giúp tổ trọng án. Dù vậy, việc kéo Đặng Lâm quay lại cuộc điều tra cũng có thể đánh thức những vết thương lòng mà anh đã cố gắng chôn giấu suốt nhiều năm qua. Sau một hồi im lặng, Vương Hạo khẽ gật đầu. Anh biết tìm gặp Đặng Lâm sẽ không hề dễ dàng, nhưng đây là lựa chọn duy nhất còn lại. Sau nhiều ngày tìm kiếm và dò hỏi, Vương Thành cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Đặng Lâm. Đặng Lâm hiện tại đang sống ẩn dật trong một căn nhà nhỏ ven biển, cách Thượng Hải không xa. Vương Thành không chần chừ, lập tức lên đường đến đó. Khi đến nơi, anh đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà, cảm nhận được mùi gió biển ẩm ướt và lạnh lẽo thổi vào mặt. Bên trong, Đặng Lâm ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm về phía chân trời.
Dù tóc anh dài lởm chởm, khuôn mặt tiểu tụy và nhợt nhạt. Hình ảnh người cảnh sát tài năng năm xưa giờ chỉ còn là một bóng mờ của quá khứ. Vương Thành bước vào nhà. Đặng Lâm khẽ nhau mắt nhìn Vương Thành một hồi lâu. Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ, đôi mắt lờ đờ. Cậu đây à, Vương Thành? Giọng anh khàn đục, trầm lắng, có chút bất cần và mệt mỏi. Cậu đến đây có việc gì? Vương Thành im lặng một lát, rồi chậm rãi sưu tập hồ sơ từ tay mình và đặt nó lên bàn trước mặt Đặng Lâm. Không nói thêm lời nào, anh chỉ chờ đợi. Đặng Lâm thoáng cau mày, ánh mắt anh dán chặt vào tập hồ sơ. Một điều gì đó trong anh thay đổi. Anh với tay, chậm rãi lật mở từng trang giấy. Đôi mắt trung dũng ban đầu của Đặng Lâm dần trở nên sâu lắng, nghi hoặc, rồi biến thành một cơn sóng của những ký ức ùa về. Khi lật đến trang cuối, Đặng Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vương Thành. Đôi mắt anh bỗng sáng lên một cách kỳ lạ, như đã nhận ra điều gì đó. Không cần lời giải thích nào, anh đã hiểu rằng kẻ giết người năm xưa đã quay trở lại. Cả hai người im lặng nhìn nhau. Tiếng sóng biển xô vào bờ đều đặn, như hòa nhịp với sự thay đổi ngầm trong lòng Đặng Lâm. Đặng Lâm ngồi đối diện với tổ trọng án. Ánh mắt anh thoáng vẻ lạnh lùng, nhưng không còn sự mệt mỏi như trước. Trước mặt anh là tập tài liệu dày cộp cùng một chiếc ba lô cũ kỹ mà anh đã mang theo suốt nhiều năm. Từng hơi thở của anh nặng nề, không phải vì mệt mỏi mà vì những điều anh sắp chia sẻ. Đặng Lâm rút ra từ ba lô một tập tài liệu, những ghi chép dày dặn mà anh đã thu thập suốt 8 năm qua. Tôi vẫn âm thầm điều tra, và trong một lần chuyển nhà, tôi đã phát hiện ra một điều kinh hoàng. Dưới gầm giường của chúng tôi có những dấu khắc hình chữ thập. Những dấu vết ấy đã được khắc từ rất lâu trước khi Tố Linh bị sát hại. Điều này có nghĩa là kẻ giết người không chỉ đột nhập vào nhà, mà hắn có thể đã ẩn náu dưới gầm giường của chúng tôi trong một thời gian dài. Căn phòng chìm vào im lặng. Ánh mắt các điều tra viên không rời khỏi những lời Đặng Lâm nói. Những dấu vết này không đều nhau, anh tiếp tục. Dấu mới và dấu cũ được xếp ngay ngắn, như thể là số ngày hắn đã thành công ẩn náu dưới gầm giường mà chúng tôi không hay biết. Tổng cộng tôi đếm được 18 dấu khắc. Vương Thành rùng mình, không thể tin vào những gì mình đang nghe. 18, Đặng Lâm nói, giọng anh chậm lại, như đang cố đè nén sự kinh hãi. Con số này không phải là ngẫu nhiên. Trong các nghi lễ thờ sa tăng mà tôi đã nghiên cứu, số 18 có liên hệ đến việc hiến tế 18 trinh nữ xuống địa ngục. Đây có thể là một nghi lễ mà kẻ giết người đang thực hiện. Không ai nói gì, mọi người trong tổ trọng án bị cuốn vào sự thật khủng khiếp mà Đặng Lâm vừa tiết lộ. Ý nghĩ rằng kẻ sát nhân đã ở dưới gầm giường của vợ chồng anh, ghi lại từng ngày chờ thời điểm ra tay, khiến mọi thứ trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết. Đặng Lâm không dừng lại ở đó. Anh lục lọi trong chiếc ba lô cũ kỹ và lôi ra một đồng xu, giống hệt với những đồng xu mà cảnh sát đã tìm thấy trong miệng các nạn nhân gần đây. Đây là thứ tôi tìm thấy trong một hội nhóm chuyên thờ sa tăng trên mạng, Đặng Lâm nói, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng có một điều khác biệt, đồng xu này là giả, chất liệu rẻ tiền hơn hẳn so với những đồng xu thật mà các anh tìm thấy tại hiện trường. Tôi đã lần ra được nơi sản xuất những đồng xu giả này. Anh dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Thành, như muốn khẳng định những gì anh sắp nói. Khi tôi đến hỏi chuyện họ, lò rèn này đã nhanh chóng khước từ cung cấp thông tin và ngay sau đó đổi địa điểm. Tôi chắc chắn rằng lò rèn này có điều gì đó mờ ám. Căn phòng càng lúc càng nặng nề. Vương Hạo, chỉ huy tổ trọng án, cuối cùng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm. Nếu anh đã có những bằng chứng này, tại sao không đưa cho chúng tôi sớm hơn? Đặng Lâm cười nhạt, ánh mắt anh lấp lánh sự thất vọng. Liệu trong 8 năm qua, nếu tôi mang những thứ này đến, có ai trong các anh chịu lật lại vụ án của vợ tôi để điều tra không? Hay mọi người cũng sẽ như trước, chỉ tập trung vào những vụ án điểm đang thu hút dư luận? Tôi cũng từng là cảnh sát, và tôi quá hiểu điều này. Không ai trả lời, sự thật mà Đặng Lâm vừa nói khiến tất cả rơi vào trạng thái bối rối. Ngay sau đó, tổ trọng án đã bắt đầu mở rộng điều tra sừng rèn vào nhóm người thờ sa tăng trên mạng xã hội kia. Dưới sức ép của người có thẩm quyền, cảnh sát nhanh chóng thu thập được nhiều thông tin có giá trị. Mọi manh mối đều dẫn về một người đàn ông tên Lộc, người đã lập ra nhóm thờ sa tăng trực tuyến
để tuyên truyền tư tưởng tà ác và thu hút những tín đồ mới. Theo các tài liệu mà cảnh sát thu thập được, Lộc không chỉ là một tín đồ bình thường mà còn tự xưng là một tư tế, đứng đầu nhóm người này với khả năng thực hiện những nghi lễ hiến tế tàn bạo. Lộc có quá khứ đen tối, từng bị cáo buộc liên quan đến các hành vi tà đạo và truyền bá niềm tin về những nghi lễ liên quan đến hiến tế. Nhưng do không có đủ chứng cứ, anh ta đã thoát tội. Những tín đồ trong nhóm mà Lộc lập ra chủ yếu là những người trẻ tuổi, dễ bị tác động, bị cuốn vào những lý thuyết quái đản và thần bí mà hắn dựng lên. Cuộc thẩm vấn ban đầu diễn ra căng thẳng, Lộc giữ thái độ bình tĩnh nhưng tỏ ra dè dặt. Khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng về nhóm thợ Sa Tăng và những đồng xu giả mà hắn liên quan, Lộc vẫn tỏ ra điềm nhiên. Tuy nhiên, khi nhắc đến các vụ giết người liên quan, ánh mắt của hắn lóe lên chút căng thẳng, rồi ngay lập tức hắn phủ nhận tất cả. Các người đang hiểu nhầm rồi, Lộc nói, giọng bắt đầu vỡ ra chút hoảng hốt. Đúng là tôi đã lập ra nhóm, nhưng chỉ để kiếm tiền từ những kẻ ngu ngốc tin vào mấy thứ tà đạo thôi. Những đồng xu tôi bán là giả, hoàn toàn không có giá trị gì. Tôi không có liên quan gì đến các vụ án mạng cả. Tôi chưa bao giờ giết ai. 8 năm trước, tôi còn ở Malaysia làm phục vụ bàn. Các người có thể kiểm tra. Tôi có giấy tờ và nhiều nhân chứng. Làm sao tôi có thể cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi được? Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành xác minh các thông tin mà Lộc đưa ra. Thật khó tin, nhưng mọi thứ đều khớp. Vào thời điểm vụ án của vợ Đặng Lâm xảy ra, Lộc thực sự đang ở Malaysia. Còn hai vụ án gần đây, hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi, chứng tỏ hắn không thể trực tiếp tham gia vào các vụ giết người. Cảnh sát bắt đầu rơi vào trạng thái bế tắc khi mọi nghi ngờ ban đầu về Lộc dần dần tan biến. Cảm thấy cuộc điều tra đang rơi vào tình thế khó khăn, Lộc bắt đầu tỏ ra hợp tác hơn. Trong sự căng thẳng và hoảng sợ về việc bị kết tội, hắn quyết định khai ra một cái tên khác, hy vọng được giảm án. Lưu. Lưu là người đáng ngờ hơn cả, Lộc thì thầm, giọng nói run rẩy. Hắn là tín đồ cuồng tín nhất trong nhóm. Tôi chỉ là kẻ bán mấy thứ vô giá trị, nhưng Lưu thì khác. Hắn ta thực sự tin vào những nghi lễ ấy. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Sa Tăng yêu cầu. Cảnh sát ngay lập tức điều tra hồ sơ của Lưu. Theo lời khai của Lộc, Lưu là người gốc Sơn Đông, xuất thân từ một gia đình làm nghề rèn lâu đời. Sau khi gia đình lâm vào cảnh phá sản vì nợ nần, Lưu phải rời quê và trôi giạt đến Thượng Hải để kiếm sống. Điều đáng chú ý là thời điểm Lưu đến Thượng Hải cách đây khoảng 8 năm, trùng khớp hoàn hảo với thời gian vụ án mạng của vợ Đặng Lâm. Từ đó, cảnh sát phát hiện thêm rằng Lưu từng bị bắt vì tội ăn cắp nguyên liệu tại một xưởng rèn và bị kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, hắn lại được nhận vào làm việc tại một xưởng rèn khác, chính là nơi cảnh sát vừa điều tra liên quan đến những đồng xu giả. Với những bằng chứng mới này, cảnh sát tập trung mọi nguồn lực để truy bắt Lưu. Họ hiểu rằng họ đang đối mặt với một kẻ giết người nguy hiểm, kẻ đã đứng trong bóng tối suốt 8 năm qua. Sau nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng Lưu cũng bị cảnh sát bắt giữ. Trong phòng thẩm vấn, hắn không ngừng lảm nhảm những điều điên rồ về Sa Tăng, về những nghi lễ đen tối mà hắn tin rằng sẽ mang lại quyền lực vô biên. Các điều tra viên luôn cảm thấy thần kinh của Lưu có vấn đề, nhưng họ không thể phủ nhận rằng hắn có vẻ rất thuyết phục về những thứ mà hắn đang nói. Khi cảnh sát hỏi thẳng vào vấn đề, anh có phải là kẻ giết các nạn nhân không, thì Lưu thừa nhận một cách tự hào, như thể đó là vinh quang lớn nhất đời hắn. Hắn tuyên bố rằng những nạn nhân là một phần trong nghi lễ hiến tế để chứng tỏ lòng trung thành với Sa Tăng. Khi được yêu cầu mô tả chi tiết cách thức giết người, Lưu miêu tả một cách rành mạch đến đáng sợ, từ cách trói các nạn nhân, nhét đồng xu vào miệng, cho đến việc rải gạo xung quanh thi thể. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất đều được hắn mô tả chính xác. Cảnh sát dễ dàng xác định Lưu chính là hung thủ. Mọi chứng cứ trùng khớp từ lời khai đến những điều hắn biết về hiện trường. Không có gì nghi ngờ nữa, vụ án đã khép lại với lời thú tội của Lưu. Tổ trọng án thở phào nhẹ nhõm sau nhiều tháng căng thẳng. Đặng Lâm sau khi tham gia vào quá trình điều tra cũng cảm thấy lòng mình nhẹ bớt. Anh chào tạm biệt Vương Thành, người đồng nghiệp cũ và là người bạn đã giúp anh quay lại với cuộc điều tra này. Giây phút Đặng Lâm quay người bước đi, một âm thanh nhỏ vang lên khi một đồng xu rơi ra từ chiếc ba lô của anh.
Vương Thành nhìn chằm chằm vào đồng xu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đó chính là đồng xu giống hệt những đồng xu mà cảnh sát đã tìm thấy được trong miệng các nạn nhân. Vương Thành cúi xuống, nhặt đồng xu lên, đưa mắt nhìn Đặng Lâm. Đây là... Anh hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Đặng Lâm có vẻ hơi bối rối, nhanh chóng giải thích. Tôi mang theo nó để luôn nhớ về vợ. Đó là cách duy nhất tôi có thể giữ lại chút gì đó của cô ấy. Câu trả lời của Đặng Lâm dường như hợp lý, nhưng trong đầu Vương Thành, một nỗi nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm. Tại sao lại giữ một thứ ghê tởm như vậy để nhớ về người vợ quá cố? Một vật liên quan đến cái chết đầy ám ảnh của cô ấy, lại là thứ mà Đặng Lâm muốn giữ bên mình sao? Khi về lại sở cảnh sát, Vương Thành không thể gạt bỏ sự bất an trong lòng. Anh bắt đầu xem xét lại toàn bộ lời khai của Lưu. Mọi chi tiết đều quá trôi chảy, như thể hắn đã học thuộc lòng từng chữ. Không có chút ngập ngừng hay sai sót nào. Điều mà bình thường khó có kẻ phạm tội nào có thể làm được trong tình trạng tinh thần bất ổn như Lưu. Để xác minh suy nghĩ của mình, Vương Thành quyết định gặp lại Lưu. Trong phòng thẩm vấn, anh hỏi lại Lưu những câu hỏi cũ về cách thức giết người, về các nghi lễ mà hắn thực hiện. Và một lần nữa, Lưu trả lời lưu loát, không chật một chữ, như thể hắn đã lặp đi lặp lại kịch bản này hàng ngàn lần. Linh cảm của Vương Thành càng mạnh mẽ hơn. Vụ án này vẫn chưa thực sự khép lại, có điều gì đó ẩn khuất đằng sau những lời khai của Lưu và cả những gì mà Đặng Lâm đã thể hiện suốt thời gian qua. Vương Thành ngồi lại, xem xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ của cả ba nạn nhân: Tố Linh, Lý Tuất Mai và Trương Thanh Hà. Một chi tiết quan trọng bất ngờ hiện ra khiến anh phải cau mày. Dấu gạch dưới gầm giường. Dấu vết này chỉ xuất hiện trong hai vụ án: vợ của Đặng Lâm, Tố Linh và Lý Tuất Mai. Trong vụ án của Trương Thanh Hà, cảnh sát không hề phát hiện ra dấu vết tương tự. Sự khác biệt này đã khiến Vương Thành nhận ra rằng có một điều gì đó rất không ổn, và những nghi ngờ của anh về Đặng Lâm ngày càng lớn dần. Vương Thành quyết định điều tra sâu hơn về những mối quan hệ cũ của Đặng Lâm. Anh lặng lẽ thu thập thông tin từ những người quen biết với Tố Linh và những người từng tiếp xúc với Đặng Lâm trước đây. Càng điều tra, sự thật đáng sợ dần hé lộ. Tố Linh, vợ của Đặng Lâm, từng có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Những người thân cận kể lại rằng, do sự vô tâm của Đặng Lâm khi anh bị cuốn vào công việc cảnh sát và các vụ án phức tạp, Tố Linh đã dần trở nên xa cách và tìm đến người đàn ông kia để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Họ lén lút qua lại trong suốt một thời gian dài, và mỗi khi Đặng Lâm đi công tác, Tố Linh thường đưa người tình về nhà sống như thể hai người là vợ chồng. Vương Thành bắt đầu suy nghĩ về những dấu gạch dưới gầm giường mà Đặng Lâm đã phát hiện sau khi vợ anh bị sát hại. Liệu đó có phải là dấu vết do kẻ sát nhân để lại, hay đó chính là 18 lần Đặng Lâm nằm dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình cùng người tình đang ân ái ngay trên chiếc giường của họ. Những dấu khắc đó có lẽ chính là 18 ngày mà anh đã phải chịu đựng, âm thầm thu thập từng mảnh chứng cứ cho sự phản bội của vợ mình. Và rồi, điều này đã đẩy Đặng Lâm đến tột cùng của sự ghen tuông và thù hận, dẫn đến vụ thảm sát Tố Linh theo hình thức nghi lễ gia tăng. Những điều Vương Thành phát hiện dần sâu chuỗi thành một câu chuyện rùng rợn hơn rất nhiều so với những gì tổ trọng án từng tưởng tượng. Nhưng không dừng lại ở đó, Vương Thành tiếp tục lần theo các manh mối của Lý Tuyết Mai, nạn nhân thứ hai. Cô ta cũng có một đời sống tình cảm phức tạp, một mối quan hệ ảo trên mạng xã hội với người có tên Lucifer. Ban đầu cảnh sát tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt trên mạng, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, Lucifer có rất nhiều điểm trùng khớp với Đặng Lâm. Trong khi Lý Tuyết Mai vẫn duy trì mối quan hệ trực tuyến này, ngoài đời thực, cô lại qua lại với một người đàn ông khác thường xuyên ghé đến nhà. Sự phản bội của Lý Tuyết Mai đã gợi lại trong Đặng Lâm những ký ức cay đắng về vụ việc của vợ anh, Tố Linh, khiến anh ta không thể kiểm soát được lòng hận thù thêm lần nữa. Chính Đặng Lâm, một cựu cảnh sát từng đầy kinh nghiệm, đã ra tay giết hại Lý Tuyết Mai và dựng lên hiện trường giống với vụ án của Tố Linh để khiến mọi người tin rằng hung thủ là cùng một người. Để che giấu tội ác của mình, Đặng Lâm đã tìm đến Lưu, một kẻ có vấn đề về thần kinh và dễ bị thao túng. Đặng Lâm lợi dụng sự cuồng tín của Lưu để khiến hắn tin rằng chính hắn mới là kẻ thực hiện các vụ án mạng theo nghi lễ gia tăng, rồi lôi kéo hắn nhận tội thay mình.
kế hoạch của Đặng Lâm tưởng chừng như hoàn hảo, không có kẽ hở nào. Nhưng có một điều mà anh không lường trước, sự kiêu ngạo của chính mình. Việc anh đem theo đồng xu, thứ ghê tởm đã được nhét vào miệng các nạn nhân để nhớ về vợ, chính là mảnh ghép cuối cùng khiến Vương Thành nghi ngờ. Đặng Lâm bị bắt tại quầy hải quan khi đang làm thủ tục để đi nước ngoài. Khi bị dẫn giải về sở cảnh sát, Đặng Lâm ngồi im một lúc lâu trước khi các điều tra viên bắt đầu thẩm vấn anh về động cơ của những vụ giết người. Sau khi tất cả manh mối đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì về việc anh chính là kẻ đứng sau toàn bộ chuỗi án mạng. Nhưng có một điều khiến tổ trọng án băn khoăn. Tại sao Đặng Lâm lại giết Trương Thành Hà, một người hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của anh? Khi được hỏi, Đặng Lâm chỉ nhún vai một cách lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Tôi chọn bừa thôi, chỉ là để dễ đánh lừa các anh thôi. Với lại trước sau gì cô ta cũng sẽ lại long loàn như những con đàn bà khác. Đúng như Sa Tăng đã từng nói, phụ nữ chính là cội nguồn của sự phản bội. Giọng anh rừng rưng, như thể tính mạng của người phụ nữ trẻ chẳng có chút giá trị nào. Trương Thanh Hà, một cô gái trẻ đầy triển vọng, hoàn toàn không dính líu đến những rắc rối tình cảm của Đặng Lâm hay những kẻ khác. Cô chỉ là một cái tên ngẫu nhiên bị sát hại đau đớn và tức tưởi, không phải vì một mối thù hay sự phản bội nào. Những lời thản nhiên và vô cảm của Đặng Lâm khiến không khí trong phòng thẩm vấn trầm xuống, nặng nề hơn bao giờ hết. Các điều tra viên không thể không cảm thấy phẫn nộ và bàng hoàng trước sự dửng dưng của anh ta, trước sinh mạng của một con người. Vụ án khép lại với nỗi đau đớn không chỉ cho gia đình các nạn nhân mà còn cho cả đội điều tra. Câu chuyện về Đặng Lâm không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần mà còn là hành trình đen tối của một người đàn ông bị hủy hoại bởi sự phản bội, hận thù và sự ám ảnh. Từ một cựu cảnh sát tận tụy, Đặng Lâm trở thành kẻ giết người tàn bạo, cố gắng xây dựng một hình tượng đầy bi kịch về một người chồng yêu thương vợ, nhưng phải gánh chịu đau đớn từ sự mất mát. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim đầy thù hận và dối trá. Sự sụp đổ của Đặng Lâm không chỉ đến từ hành vi giết người, mà còn từ sự ám ảnh bởi sự phản bội, thứ mà hắn đổ lỗi cho phụ nữ và biến nó thành lý do để thỏa mãn sự tàn bạo trong tâm hồn mình. Cuối cùng, Đặng Lâm không chỉ là một nạn nhân của số phận mà còn là kẻ chủ mưu tàn độc, với những vết thương do chính tay hắn gây ra cho người khác và cho bản thân mình. Mình là Sa Sa, người kể chuyện. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.